Xin được chào tất cả anh em đam mê nhé. Chào tất cả các bác. Thì hôm nay em lại tranh thủ đi đặt đỏ đây các bác. Lại đặt tiếp ba cái nữa một khu vực khác. Đây thì khu vực bán kính 1,5 đến 2 km quanh nhà em thì ong nó ít lắm các bác. Mà chưa thấy di chuyển mấy. Đợt này lạnh cũng khá là sâu. Cũng phải mặc áo khoác có giày đấy. Thì hy vọng là đợt này sau đợt lạnh này thì ong nó sẽ di chuyển nhiều. Đây thì lại tiếp tục đi đặt đỏ nhé các bác review cho các bác xem cái cọ đuôi chó này khá là đẹp đấy. Nó bắt đầu già thành hạt rồi. Đây, các chị em thì rất thích selfie ấy. Đó. Con chó này, cọ đuôi chó này mà có một lọ sơn xịt cái lúc nó mới lên nó rất đẹp các bạn xịt vào ấy. Nói chung là các chị em thì thích selfie thôi, còn anh em chúng ta thì cái món này thôi. Đây vườn ngô này cũng rất là đẹp này, xanh ngắt luôn. Ồ. Bây giờ em sẽ đặt ở trên này nhá, này một cái và lên tít trên đỉnh kia một cái nữa và ra mé ngoài này một cái nữa là ba cái, em sẽ đặt ba cái nhé các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ đi đặt đây, chát cho nó kín vào xong đi đặt. Trời cũng sắp tối rồi. Đây em đã đến khu vực tập kết nha các bác nhá. Này, ba quả. Cái này thì đẹp nhất. Mà nó bé. Cái này thì nó không đẹp nhưng mà nó lại xịn sò. Nó dài các bác, dài lắm. Này thì rất là đẹp luôn đấy, rộng. Cái này thì đẹp nhất đây, nhưng mà để bẫy ong thì cứ có ong về soi nó cũng vào luôn đấy các bạn, ngon đấy. Đó thì những cái gốc cây nào mà mọi năm mà các bác đặt đấy, ong nó hay về mà đỗ mình đặt vào mà hay được ấy, thì năm nào cũng thế các bác nhá, thì ong nó vẫn cứ chọn những cái cây đấy nó về nó soi. Đấy, nó những cái cây đấy là địa thế nó đẹp. Đây như cây này nó gần cái khu vực trống trải như này nhé các bác nhé. Đó đây này, cây này rất to, nó dưới cùng quanh đây thì là đồi thông đây, nhưng mà cây ở dưới này là cây to nhất. Đó, tí nữa em sẽ lên tít trên đỉnh trên này đặt một cái nữa và mé bên này nữa, bên này một cái nữa. Đó bây giờ em sẽ đặt đây nhé các bác nhé, không tối rồi. Bây giờ là phát chỗ này để cho nó sạch đi, các bác phải dọn sạch đi mới được nhé. Phát sạch đi thì nó mới thoáng, đỡ nhện các thứ côn trùng nó tóm. Cái này có khi em gài luôn vào đây rồi. Cái này nếu mà nó sát hơn một tí nữa thì đẹp quá, gài đúng vừa đỏ luôn. Bây giờ em sẽ đặt đây nhé. Rồi, đặt xong rồi các bác nha. Vì cái cam này nó quay buổi tối thì ban tối thì nó rất tối nên phải sử dụng đèn flash của điện thoại nha các bác nhá. Đây, cái kín này. Cái này rất may mắn là với cành cây bên cạnh thì treo lên rất là nhanh. Vô tủ đây các bạn. Đó. Giờ có chim ở đây ngủ bay. Đó. Đấy các bác nhá, được một cái, còn hai cái nữa. Tối nhanh thật, trời mùa này tối rất nhanh các bạn. Rồi, 17:40. Mà trời tối om mà các bạn, tối thui luôn. Đó đừng, trời, mùa này nó tối rất là nhanh. Đây em đặt xong cái nữa rồi nhá các bác nhá. Cái này em kê cao nên mà cái này cũng rủi ro bởi vì nó không buộc kỹ thì chỉ cần khẽ làm một cái là đội cổ xuống ngay ấy các bạn. Tổng thể đây. Thế thì các bác tranh thủ đặt đi nhá, sau đợt lạnh này thì chắc chắn là có ong đấy, ong nhiều ấy, bởi vì lạnh ong nó không chịu được mấy là nó bắt đầu phải di chuyển vào những cái
gốc cây rồi ấy nó trú ẩn, ừ. Nó sẽ vào đó ngay đấy các bạn. Đây, coi này nữa là xong nhá. Tối lắm rồi. Mình sẽ đi đặt lốt cái chỗ này. Và nước thôi. Tối lắm rồi. Trời mùa này tối rất là nhanh. Rồi cái cuối cùng này thôi nha, trời thì đã tối om rồi, còn chưa đến 6 giờ các bạn, nhưng mà trời tối nhanh thật. Phải sử dụng đèn của điện thoại để quay, để chiếu sáng để quay đây các bạn. Đây. Này là cái cuối cùng nhé, hy vọng là tối này trời nắng là sẽ có ông vào một trong ba cái đỗ hôm nay nhé các bạn nhé. Nào các bác thì cứ tranh thủ đặt đi các bạn, kiểu gì lạnh ong nó cũng phải mò đi chứ nó không ở được dai đâu, cái tập tính của nó là như thế. Miền Bắc mình mùa đông này ong nó sẽ di chuyển. Đó, thôi video của em xin được tạm dừng tại đây nhé, hẹn gặp lại các bác những video sau nhé, các bác nhớ ủng hộ em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.